Hello, xin chào anh em quay trở lại với PCP đồ chơi lưới rừng à, anh Tiếp tục lại là một cái uh, condo côn Hôm nay tiếp tục lại là chuyên đề súng ống này Thì hôm nay em có ráp lên cho anh em một cây côn đô Z Talon Nhưng mà dùng là dùng van van xả thẳng Ở đây em dùng van xả thẳng để cho nó bớt cái chi 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 phí của anh em xuống Cái van xả thẳng này nó chỉ có 900 thôi Còn cái van mà van Z nó rơi vào là Rơi với gian vét là dạng van Z là 1 ,2 triệu hai cơ em lắp cái van xả thẳng anh em vẫn anh em vẫn chơi rất là ok mà nó không ảnh hưởng đến cái độ xa hay độ gần của cây con tron mà nó đã hạ được cái giá thành của anh em xuống đấy bởi vì hôm nay mục đích của em lên là cấu hình rẻ cho anh em thế nên là cái gì hạ được em sẽ hạ hết cỡ luôn đấy hạ hết cỡ luôn đấy có những cái video em làm là khuyên anh em không lên mua những súng rẻ đấy để mà về mà mua nó bảo hành bảo dưỡng các thứ Đấy thì hôm nay lên cho anh em một cái giá rẻ là thông báo cho anh em luôn Là bên em tất cả các thứ tầm trung, tầm rẻ, tầm cao, tầm gì cũng có Để anh em biết là bên em cũng có những cái mặt hàng giá rẻ để phục vụ anh em Với cái Kono Talon Z Talon Z này thì em đang bán với giá là Cái bộ combo khung cò ruột tay cầm gỗ này em đang bán với cái giá là 1 triệu 6 đến 1 triệu 7 1 triệu 6 đến 1 triệu 7 nhá Còn cái Uh, van ở đây là van, em đang bán với giá là 900 Van là 900 Đấy Bình ở đây em đang bán với cái giá là 450 450 cái bình Và kính ở đây em đang bán với giá là 500 Kính là 500 Cành thì em đang bán với cái giá là 1 triệu đồng 1 triệu đồng 1 cái cành thôi Đấy, rất là hợp lý cho anh em Cành ở đây thì em bao cho anh em tầm khoảng 70m ăn lắp C2 Cành loại tha cành loại DNA HW100 hoặc là cảnh thái black gold tùy anh em cái giảm ở đây chỉ là 400.000 thôi Đấy, tổng cả một cây này rất là rẻ chỉ có giá là 4 triệu 800.000 đồng một cây Condo đô giá rẻ nhất bên em không còn rẻ hơn ở đâu nữa đâu không còn rẻ nữa đâu tới đây em sẽ về một cái loại côn loại côn ấy. nó chỉ giá tầm khoảng 3 4 triệu thôi đấy còn cá cây như thế này là là 4 triệu 800 4 triệu 800 nghìn đồng là được quả cây này Đấy, súng ống bây giờ rẻ như rau anh em ạ à. súng ống bây giờ rẻ như rau các shop các thứ là hạ giá hết luật cạnh tranh nhau là đá đầm nhau rồi nói chung là là là, 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 là 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 cạnh tranh nhau rất là nhiều thế nên là cứ shop này hạ giá rồi shop kia hạ giá đâm ra là có cái lên là có mới có cái, 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 cái súng giá rẻ để bán cho anh em Đấy, anh em nào mà đam mê mà chưa có điều kiện mua cái súng uh, bây giờ nó rất là hợp lý rất là hợp lý luôn chỉ có 4 triệu tám một là có một khẩu thôi là có một khẩu condo rồi ngày xưa 4 triệu tám chỉ được khẩu truyền thống thôi còn bây giờ 4 triệu tám được cả khẩu condo đấy mua súng bây giờ rất là rẻ luôn anh em nào mà xem được video này mua được thì mua luôn đi nhá còn bây giờ em xin phép kết thúc video ở đây mong em xem video số một năm lần kênh nào nhé.